Con bắn được không mẹ? Con trai mẹ giỏi lắm, nhưng con hãy nhớ câu này: thắng không kêu, bại không nản nha. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Con hãy dùng tài bắn cung của mình để bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt thú dữ, và nhớ là đừng bắn những loài thú nhỏ, tội nghiệp lắm. Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Cảm ơn ngươi đã luyện tập cho ta. À, mà ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta vậy? Mấy chục năm qua, tôi cô độc một thân một mình, không có người bạn nào để vui đùa nói chuyện hết. Bản thân của tôi là phải nằm trên lưng ngựa. Không được như vậy nên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Được rồi, hễ có dịp thì ta sẽ giúp ngươi mà. Hôm nay ta vào rừng để tập luyện thêm. Ngươi ở nhà nha. Chủ nhân, ngài đi mau về mau. Mẹ ơi, con đi nha. Hãy để ý và bảo vệ mẹ của ta. Ngài yên tâm, thưa chủ nhân.